lời thề hứa bên nhau chẳng khi nào rời xa. Dù là nhiều lúc sóng gió hay khi thất vọng, niềm tin luôn vững trong tim rồi ta sẽ vượt qua. Xin tình yêu Thiên Chúa ở cùng với chúng con hôm nay và mãi mãi. Ngày ta hạnh phúc tay đang trong tay, muôn hoa thắm đón ta đến với Ngài. Ta nhìn nhau hứa trọn đời cùng nhau ta sánh vai, dù cho ngày tháng bao nhiêu âu lo, ta vẫn mãi tin chung đến suốt đời. Nhờ Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu này. Tạ ơn Chúa đã chúc phúc mối tình ta suốt quãng đường dài. Đôi lần hờn dỗi vu vơ cũng chỉ là thứ thanh. Nguyện xin Chúa mãi thương yêu hai ta đến cùng. Lời ca kết ước bằng chứng tin yêu trong ân huệ Ngài ban. Ngày ta hạnh phúc tay đang trong tay, muôn hoa thắm đón ta đến với Ngài. Ta nhìn nhau hứa trọn đời cùng nhau ta sánh vai, dù cho ngày tháng bao nhiêu âu lo, suốt đời. Nhờ Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu này. Ngày ta hạnh phúc tay đang trong tay, muôn hoa thắm đón ta đến với Ngài. Ta nhìn nhau hứa cho đời cùng nhau ta sánh vai, dù cho ngày tháng bao nhiêu
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, kính thưa bà con hai họ cùng hai bạn trẻ là anh Giuse Nguyễn Văn Nghiệp và chị Maria Hoàng Thị Hà rất thân mến. Bài ca nhập lễ vừa hát lên và nói lên điều mà hôm nay chúng ta hiện diện trong thánh lễ này. Hôm nay anh chị đến trước bàn thờ Chúa đây, trước mặt cộng đoàn, để nói lên lời ước nguyện sau bao nhiêu tháng ngày tìm và hiểu, để rồi hôm nay đến ngày quyết định, một ngày quan trọng đối với anh chị, đó là ngày thành hôn. Ngày mà anh chị đến trước bàn thờ Chúa đây, trước mặt cộng đoàn, để nói lên lời tự do ưng thuận. Lời tự do ưng thuận đấy được chính anh chị nói lên để xác tín rằng mình tự nguyện và tự do. Trong thánh lễ hôm nay có cộng đoàn dân Chúa hiện diện để cầu nguyện cho anh chị bước vào đời sống hôn nhân. Làm sao để anh chị cố gắng giữ mãi giây phút hạnh phúc từ bây giờ cho đến muôn đời. Đó là có lẽ ước nguyện mọi người đang hiện diện hôm nay ở đây đều cầu chúc cho anh chị. Chia sẻ niềm vui trong ngày thành hôn của hai anh chị, không gì quý hơn chúng ta hiệp dâng thánh lễ này để cầu xin Chúa đổ muôn ơn lành xuống cho anh chị trong ngày thành hôn hôm nay. Trong tâm tình đó, chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn Chúa vì đã cho anh chị đến với nhau và quyết tâm nói lên điều ưng thuận đó trong thánh lễ hôm nay. Giờ đây chúng ta hãy hân hoan cùng nhau bước vào thánh lễ. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, cho người thiện tâm, chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con nam tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhầm lời chúng con khẩn nguyện và đói thương tuôn đổ ơn Chúa trên các tôi tớ Chúa đây là anh Giuse Nguyễn Văn Nghiệp và chị Maria Hoàng Thị Hà, để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa
họ được bền vững trong tình thương yêu nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách sáng thế: Đức Chúa là Thiên Chúa phán, con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất lặn ra một dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người. Xem con người gọi chúng là gì, hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế. Con người sẽ đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. Đức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút ra một cái xương sườn của con người và đắp thịt thế vào. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Con người đó phen này: đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là đàn bà vì đã được rút từ đàn ông ra. Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ và gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. Đó là lời Chúa. Hạnh phúc cho ai biết kinh sợ Chúa và đi trong đường lối của Chúa. Tràn vui may mắn và lên hương. Hạnh phúc cho ai biết tin sợ Chúa và đi trong đường lối của Chúa. Hiền thế của bạn trong nội cung gia thất, tựa cây nho hoa trái sum xuê, chung quanh bàn ăn đoàn con sum lại như những chồi non của cây dâu. Đời được thấy dân Chúa thịnh đàn, trao chát đùa vui bạn thấy an lòng. Xin Chúa bình an chúc phúc lành luôn mãi.
Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em hãy sống trong tình bác ái, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và vì chúng ta đã tự lột mình làm hiến lễ. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Như vậy, người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt người có một hội thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tì ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào. Nhưng thánh hiện thiện và tinh tuyền cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình, yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi lấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi lấng và chăm sóc hội thánh. Vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người, sách thánh có lời chép rằng: chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã nói cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đặc biệt hai bạn trẻ thân mến, hôm nay hai bạn đến đây để làm gì? Có biết không? Đến đây làm gì ạ? Cha hỏi thế hỏi, đến đây được cưới đúng không ạ? Cưới để làm gì? Cưới để làm gì? Quay sang hỏi các chị kinh nghiệm, cưới để làm gì các chị? Có phải để có con cái không? Để có in bề gia thất phải không? Một nhà triết học Jean Paul Sartre, một người triết học, nhà soạn kịch, nhà thơ nổi tiếng ở đầu thế kỷ 20. Ông ta nói rằng: tha nhân là địa ngục. Có nghĩa là anh em mình là địa ngục của nhau. Và tư tưởng này được Smith
Heidegger cũng một nhà triết học danh thời cũng nói vậy. Anh em với nhau là luôn giam hãm trong sự đau khổ. Bởi vì nhà triết học Sartre nói rằng tha nhân là nỗi kinh hoàng đe dọa thế giới của tôi và xóa bỏ mọi dự định mà tôi làm, muốn làm cho bản thân tôi. Ông ta phát biểu đến bây giờ vẫn nổi tiếng. Cũng đúng thôi. Nhiều khi thấy rằng alo, đến giờ đi nhậu nhá. Không, vợ tao mắng chết. Có phải là giam hãm không? Tha nhân là nhà tù của tôi. Tôi không còn được tự do làm những điều tôi muốn. Tôi không còn được tự do muốn làm gì theo sở thích và sở thú của tôi nữa. Đó là một mặt. Mặt khác, ông cho rằng vì tha nhân nhìn thấy tôi nên họ nắm giữ một sự thật nào đó về tôi. Cho nên người nào biết tật của ta, chúng ta đâu dám to miệng đâu. Ví dụ, quý cụ, quý ông bà và anh chị em biết cha Phó là có cái tật thèm rượu, thích tiết canh. Xong rồi bây giờ giảng, anh chị em hãy bớt bỏ bớt rượu đi. Làm sao tôi dám nói được? Bởi vì anh chị em đã nắm được tật của tôi, cho nên là không dám lên tiếng. Tha nhân bởi vì họ nắm tôi được. Và họ hấp dẫn tôi và muốn tôi trở nên một với họ. Mà trong tôi bao giờ cũng có một thế giới riêng. Ngay kể các anh các chị là những người lớn tuổi đã lấy lập gia đình, đến nay có thể 10 năm, 20 năm, 30 năm. Trong chồng của mình và trong bản thân mình bao giờ cũng có một thế giới riêng. Chắc chắn. Có quỹ đen không? Đêm nằm có mơ ai đấy không? Có chứ. Làm sao không có? Đó có là gọi là thế giới riêng. Cho nên tôi sợ người ta biết được thế giới của tôi. Thế vậy hôm nay anh Du Xe Nghiệp và chị Maria Hà đến đây có phải là tìm nhà tù cho nhau không? Phải không? Không. Thế mai rủ đi nhậu có cho đi nhậu nữa không? Có. Không đơn giản như vậy đâu. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, những phát biểu như vậy, ông ta coi tha nhân và những người xung quanh như một địa ngục. Đó là một cái nhìn phiến diện, một cái nhìn ích kỷ, một cái nhìn chỉ biết quy về mình mà không biết sống cho tha nhân. Một cái nhìn có nghĩa là lúc nào chỉ có biết mình trên thế giới này thôi, không biết tha nhân là gì, không biết sống cho nhau. Nhưng con người chúng ta được sinh ra là sống cho, sống với và sống vì. Có ai ở trên đời này sống một mình không? Không. Khi sinh ra là chúng ta đã phải sống chịu ơn bố mẹ rồi, chịu ơn thầy cô. Lớn lên là sống với bạn bè. Hơn nữa hôm nay anh chị bước vào đời sống hôn nhân là sống vì người mình đã tuyển chọn. Cho nên trước thánh lễ hôm nay, tôi mời hai anh chị vào, tôi hỏi một số thông tin cho nó chính xác. Hôm nay là rất là đặc biệt đấy. Tôi vừa ra thì thấy cha xứ đi về, tôi bảo chưa có cái đám nào, cái đôi hôn phối nào mà được hai cha lần lượt đi ra. Cha xứ thì rửa tội cho chị Maria Hà hôm nay, để rồi cha phó tiếp tục cử hành thánh lễ cho anh chị. Rất đặc biệt đấy, hiếm. Bởi vì thánh lễ hôn phối là không phép đồng tế rồi, cho nên chia nhau. Không có trưa nay, chúng tôi hay trêu nhau thôi, thì cố gắng mỗi người làm một tí. Không có là ra trưa nay không làm mà ra dự tiệc ngại lắm, không làm mà ăn. Nói vui vậy thôi. Nhưng bởi vì cha xứ mới có quyền rửa tội cho tân tòng các chị, còn em là cha phó chưa được quyền. Nó là như vậy. Cho nên chúng ta hiểu một phần nào đó. Không có lại bảo các cha sao thiên vị thế, đám này được hai cha ra, còn chúng con có mỗi một. Bởi vì chúng ta phải hiểu là vậy, luật là vậy. Cha phó chưa được quyền rửa tội cho người tân tòng nhập đạo, phép chưa đủ, trừ chưa mạnh, cho nên chưa tới tầm, cho nên phải cha xứ. Cho nên cho các môn đệ, một số người bảo chú Su đấy, thầy ơi, tôi đem con tôi đến nhờ môn đệ thầy trừ quỷ mà nó chẳng trừ, các ông chả trừ được. Chú Su nói, thứ quỷ này phải để tôi, chứ
chứ còn các môn đệ chưa đến tầm, bởi vì chưa ăn chay cầu nguyện gì cả. Đấy là như vậy nhá. Trở lại bài tin mừng hôm nay, anh Giuse Nghiệp và coi chị Maria Hà là gì, và ngược lại chị Maria Hà coi anh Nghiệp là gì? Có phải là nhà tù và liệt địa ngục của nhau không? Thưa một câu trả lời tôi dám chắc, thưa không phải. Chẳng ai lại muốn mình bị giam hãm vào một nơi nào cả. Chẳng ai muốn mình như là một địa ngục. Không ai muốn. Chính vì thế cho nên hôm nay anh chị quyết định đến với nhau để giải thoát cho nhau. Biết giải thoát bệnh gì không ạ? Biết bệnh gì không? Bệnh ế. Năm nay 30 rồi, 33 tuổi, bằng tuổi Chúa Giêsu đấy. Tuổi này là bị nằm trên thập giá rồi. Giải thoát cho nhau là giải thoát tội ế đó. Đó là cái tội chức, bệnh chức tiên. Và tôi thấy rằng chắc chắn không phải là địa cục của nhau. Một điểm thứ hai, anh chị đã quen nhau tới 12 năm trời, tìm hiểu một cách rất là cẩn thận, và chắc chắn mới đi đến quyết định hôm nay. Điều đó dám chắc. Tuy nhiên anh chị có thấy, tôi hỏi trước thánh lễ, hỏi anh chị có yêu nhau không? Đó có. Thế bây giờ tôi hỏi thêm một câu nữa nhé. Anh chị yêu nhau, tình yêu của anh chị dành cho nhau là đúng. Thế tình yêu của anh chị dành cho nhau, thế tình yêu là gì? Dành nhau như thế nào? Tình yêu to không? Nó dài hay nó màu gì? Có biết không? Yêu đấy, nhưng mà mình không biết được tình yêu là gì cả. Không biết. Tình yêu luôn luôn là có thật. Anh Giuse dành cho chị Maria là có thật, nhưng chắc chắn không biết nó như thế nào, màu gì cũng chẳng ai biết. Nhưng chúng ta biết chắc chắn nó có thật. Và một tình yêu nó có sức, một sức hấp dẫn rất mãnh liệt. Đến nỗi anh Nghiệp đây, trong vòng 12 năm bắt đầu quen, tôi hỏi nào là lên Hà Nội làm 5 năm tìm người khác để xem có hơn chị Maria Hà không? Không tìm được. Xong rồi bay ra nước ngoài, Hàn Quốc hay Nhật? Nhật đúng không ạ? Đi sang Hàn Quốc 5 năm lại tìm người mà vẫn không tìm nào thay thế được chị Maria Hà. Buộc phải về nơi quê hương để tìm thấy chị. Đấy, tình yêu nó hấp dẫn và nó hút mạnh như vậy. Cho nên hôm nay anh chị đã tìm hiểu rất chắc chắn và đã được sự đồng ý của hai bên gia đình nội ngoại, ủng hộ hết mình. Cho nên anh chị hãy trân trọng tình yêu mà mình đã dành cho nhau suốt 12 năm. Sáng nay hai cha vừa thể thao xong, thì tối qua tôi suy niệm bài tin mừng và tôi để chia sẻ hôm nay. Tôi mới thấy nhà triết học Jean Paul Sartre, ông ta nói một phần nào cũng đúng. Một người anh cũng, năm nay tôi hỏi bao nhiêu, tôi hỏi 40. Xin các cha hướng dẫn như thế nào? Vợ con bây giờ cứ đi với anh hàng xóm, một mình con chị vác chưa đủ chị, còn phải xin sang hàng xóm vác hộ cây thánh giá anh hàng xóm nữa. Ly thân 4 năm nay, ở chung một nhà, hai nồi cơm, mà đang độ tuổi như vậy, cha dạy chúng con phải làm gì? Hôn nhân có phải là một địa ngục không? Tuy nhiên, đó là một số rất ít. Đó là một số rất ít để nói lên, bởi vì hôn nhân của Công giáo chúng tôi, nhất là chị Maria Hà là một người tân tòng, chắc chắn cũng học được 6 tháng nhưng mà chưa hiểu được gì nhiều. Hôn nhân Công giáo của chúng tôi là đặc tính là gì ạ? Đơn nhân, đơn nhất và vĩnh viễn. Đơn nhất có nghĩa là chỉ có một vợ một chồng. Con nói như thế nào giống như anh chàng sáng nay, cho dù Đức Giáo Hoàng cũng không giải quyết được. Không giải quyết được. Vĩnh viễn. Đơn hôn và vĩnh hôn. Một vợ một chồng và ở với nhau trọn đời cho đến chết. Cho nên chị Maria Hà, chị cứ yên tâm, chị quen anh Giuse và kết bạn với anh Giuse hôm nay là người Công giáo. Cho gì
cho dù chị có như thế nào, anh cũng không dám bỏ chị. Đó là nguyên tắc giáo luật, luật Chúa. Đó là điều anh, đó là điều mà chị cảm thấy yên phận phần nào, chắc chắn điều đấy. Còn tuy nhiên cũng có một vài trường hợp cũng là con cái Chúa, nhưng những người như kiểu gia đình chúng ta có những người con mà ngỗ nghịch, nó không nghe lời bố mẹ, thì phải biết làm sao. Nhưng theo nguyên tắc là vậy. Cho nên anh Giuse hôm nay anh quyết tâm, anh đến với chị Maria là một người bạn đời, là một người tân tòng, chắc chắn trách nhiệm của anh sẽ nặng nề hơn trước. Nặng nề đây không phải là anh phải lao động vất vả kiếm tiền hơn, nhưng nặng nề đây anh phải làm gương sáng hơn cho chị Maria hiểu thế nào là mình là con người có đức tin. Việc đó được thể hiện qua việc làm của anh, cách sống của anh, lời nói của anh. Hãy xứng đáng là một người chồng gương mẫu, một người con hiếu thảo đối với bố mẹ bên của mình và bố mẹ vợ. Hãy coi bố mẹ hai bên là một. Hãy biết chăm lo cho gia đình của mình. Trước đây mình muốn sống theo làm sao thì sống, nhưng giờ đây hãy sống vì, hãy loại bỏ những cái tôi cái kỷ để hòa nhập vào với chị Maria. Chị Maria cũng vậy, muốn cho gia đình mình được hạnh phúc, hãy dẹp loại bỏ dần những cái tôi cái ích kỷ riêng của mình đi thì mới có hạnh phúc được. Cho nên hôm nay chắc chắn ai ngồi ở đây trong tham dự thánh lễ này cũng đều mong anh chị sẽ được hạnh phúc mãi mãi. Nhưng chắc chắn hạnh phúc nó không tự nhiên mà đến, nhưng nó phải bằng sự nỗ lực, hy sinh của hai anh chị. Hai anh chị phải cố gắng hy sinh thì mới có hạnh phúc. Và điều quan trọng, hãy biết mời Chúa đến trong gia đình nhà mình. Chúa là mối dây liên kết gắn anh chị trở thành một gia đình nên một và hạnh phúc nhất. Hãy, anh Giuse hãy yêu thương chị Maria như Đức Kitô đã yêu thương hội thánh. Và chị Maria hãy yêu thương anh Giuse cũng như chính thân thể mình, như bài đọc 2 Thánh Phaolô đã nói với chúng ta. Cho nên anh chị hôm nay đã biết bao nhiêu ngày tháng, 12 năm trời không phải là ít, tìm hiểu rất kỹ rồi. Cho nên hôm nay đã quyết định ngày hôm nay để nói lên lời ưng thuận đến với nhau. Vì vậy, giờ đây mời anh chị hãy bước ra nói lên sự ưng thuận đó trước mặt Chúa và toàn thể cộng đoàn. Amen. Anh Giuse Nguyễn Văn Nghiệp và chị Maria Hoàng Thị Hà rất thân mến. Anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của anh chị được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh. Trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn, Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của anh chị và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh, để anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến anh chị. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, tôi hỏi anh chị về ý định của anh chị. Anh Giuse Nguyễn Văn Nghiệp và chị Maria Hoàng Thị Hà, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa cha, không. Thưa cha, không ạ. Thưa to lên. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa cha, có. Thưa cha, có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và hội thánh không? Thưa có. Thưa có. Bởi vậy, bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và hội thánh. Anh là Giuse Nguyễn Văn Nghiệp, nhận em Maria Hoàng Thị Hà làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi đau ốm cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Hoàng Thị Hà, nhận anh Giuse Nguyễn Văn Nghiệp làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em.
Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận của anh chị vừa tỏ bày trước mặt hội thánh. Và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Quay lên đây. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà anh chị sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Amen. Em Maria Hoàng Thị Hà, xin em hãy nhận lấy chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Giuse Nguyễn Văn Nghiệp, xin anh hãy nhận lấy chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thế là mọi sự đã hoàn tất. Xong nhá. Từ nay trở đi anh chị chính thức trở thành vợ chồng với nhau. Muốn hay không muốn cũng không làm gì được nữa rồi. Hãy nhớ giây phút này anh chị đã thề đứng trước mặt Chúa và Hội Thánh, nói lên ước nguyện yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời, cho dù bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, gian nan cũng như lúc thịnh vượng. Hãy nhớ lấy lời này để sau này chúng ta hãy lặp lại cho con cái mình được biết nhé. Xin cộng đoàn chúng ta nổ một tràng pháo tay để chúc mừng cho anh chị cùng với bên hai bên gia đình. Xin mời cộng đoàn đứng dâng lời cầu nguyện. Anh chị em thân mến, nhớ tới hồng ân đặc biệt của ân sủng và tình thương mà Thiên Chúa đó đoái thương kiện toàn và thánh hóa mối tình của anh chị em chúng ta đây là anh Giuse Nguyễn Văn Nghiệp và chị Maria Hoàng Thị Hà. Chúng ta hãy ký thác anh chị này cho Chúa. Vì Hội Thánh là hiền thê yêu quý của Chúa Kitô, chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn thánh hóa giữ gìn để Hội Thánh luôn trong trắng tinh tuyền, xứng với sứ mạng của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Vì yêu thương thế gian, Chúa Kitô đã đến chia sẻ cuộc sống con người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân tộc luôn sống trong tình bác ái huynh đệ và nỗ lực thể hiện tương trợ lẫn nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Vì đời sống gia đình tại trần gian luôn pha lẫn vui buồn, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh chị đã thành hôn hôm nay biết luôn ý thức lời kết ước của mình để sống chung tín với Chúa và với nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Vì vai trò cao quý của gia đình, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong giáo xứ luôn thể hiện nơi tổ ấm của mình một cộng đồng đầy lòng tin, chuyên cần cầu nguyện và góp phần làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái tông đồ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu.
Lạy Chúa xin tỏ lòng nhân hậu và ban Thánh Thần tình yêu của Chúa xin xuống trên anh chị đây để họ nên ý hợp tâm đầu, khiến không gì có thể gây sầu muộn cho những người Chúa đã ban dư tràn phúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa xin thương chấp nhận của lễ chúng con hân hoan dâng lên Chúa. Xin lấy tình phụ tử mà gìn giữ những người Chúa đã liên kết bằng giao ước bí tích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn nâng con người được tạo thành do ân ban của lòng từ ái Chúa lên địa vị cao sang dường ấy, để Chúa lưu lại hình ảnh chân thực của tình yêu Chúa mà đời sống chung của người nam và người nữ. Chúa đã tạo dựng con người vì tình yêu. Chúa vẫn không ngừng kêu gọi họ sống luật tình yêu, để được Chúa cho thông phần vào tình yêu vĩnh cửu của Chúa. Chính mầu nhiệm hôn nhân thánh thiện của họ khi trở thành dấu chỉ tình yêu của Chúa sẽ thánh hiến tình yêu nhân loại. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tôn hô rằng: Chúa là Thiên Chúa các tạo minh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhận danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh Giuse Nguyễn Văn Nghiệp và chị Maria Hoàng Thị Hà mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người,
mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: trên trời chúng con nguyện dâng Cha ban hạ sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Anh chị em rất thân mến, chúng ta tha thiết kêu cầu phúc lành của Chúa xuống trên anh chị đây. Xin chính Chúa ban ơn phù giúp những người Chúa đã làm nên phong phú nhờ bí tích hôn phối. Lạy Cha Chí Thánh, đấng tạo thành toàn thể thế giới, Cha đã dựng nên người nam và người nữ giống hình ảnh Cha, và đã muốn cho cộng đoàn của họ được tràn đầy phúc lành của Cha. Chúng con khiêm tốn nài xin cho những tôi tớ Cha đây hôm nay được liên kết với nhau nhờ bí tích hôn phối. Lạy Cha, xin tuôn đổ chan hòa phúc lành của Chúa xuống trên chị Maria Hoàng Thị Hà và bạn trăm năm của chị là anh Giuse Nguyễn Văn Nghiệp. Xin Chúa dùng quyền lực Thánh Thần của Chúa từ trên cao đốt nóng tâm hồn anh chị, để khi vui hưởng sự trao hiến cho nhau trong hôn nhân, anh chị biết dùng con cái điểm tô cho gia đình và làm cho hội thánh được nên phong phú. Lạy Chúa, xin cho anh chị biết ngợi khen Chúa khi vui, tìm đến Chúa lúc buồn, khi lau nhọc được vui mừng vì có Chúa hiện diện phù trì, lúc ngặt nghèo cảm thấy Chúa được gần bên xoa dịu. Xin cho anh chị biết cầu nguyện nơi cộng đoàn thánh thiện và làm chứng cho Chúa nơi trần gian, để sau khi được cùng với đông đảo bạn bè bao quanh vui hưởng tuổi già diễm phúc, anh chị được đạt tới nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chiên Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô đem lại cho con sự sống muôn đời. Đường đi có Chúa, đau thương ta quyết giải.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, được tham dự bàn tiệc của Chúa, chúng con nài xin Chúa cho những người đã kết hợp với nhau bằng bí tích hôn phối, biết luôn gắn bó với Chúa và rao truyền danh Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hiếu gìn giữ anh chị hòa thuận thương yêu nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng các con và mãi lưu lại trong nhà các con. Xin cho các con được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Xin cho các con nên nhân chứng tình yêu của Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy các con nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp các con vào lâu đài vĩnh cửu. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Một lần nữa xin chúc mừng cho hai anh chị, anh Giuse Nghiệp và chị Maria đã chính thức trở nên một gia đình hiệp nhất. Và chúc anh hãy cố gắng trở thành một người con rể ngoan hiền. Để rồi nhiều anh bảo rằng con sẽ cố gắng con đi cứu linh hồn về với Chúa, đừng để bị mất linh hồn nhé. Cố gắng đi cứu linh hồn về xem là cứu bao nhiêu linh hồn để cố gắng. Và chúc chị Maria hãy cố gắng là một người con dâu hiếu thảo, để qua đời sống của anh chị, bố mẹ nội ngoại hai bên họ hàng sẽ thấy anh chị được Đức Kitô hôm nay
thánh hóa, chúc phúc, sinh hoa kết quả qua đời sống yêu thương của anh chị. Một lần nữa xin cộng đoàn chúng ta nổ một tràng pháo tay để chúc mừng anh chị cùng hai bên gia đình. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở, và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy nói với tôi để được nghe tiếng thơm ngọt ngào. Tình yêu đó đã biến hồn tôi để từ nay hiến thân vì người. Bạn tình ơi, đây mùa hạnh phúc để Thiên Chúa thương ban ơn trời. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy. Để tình yêu được
chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy, để tình yêu được tràn đầy.